Hello guys, welcome back to the English for Grade 12. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chương trình tiếng Anh dành cho lớp 12. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một bài học đặc biệt bởi chúng ta sẽ tóm tắt nội dung của 4 bài học đầu tiên trong học kỳ 2. Đó là Unit 9, Unit 10 và Unit 11, 12. 4 bài học này với những chủ đề khác nhau. Ví dụ như Unit 9 chúng ta nói về chủ đề sa mạc, deserts. Unit 10 chúng ta nói về các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, endangered species. Unit 11 chúng ta nói về books và unit số 12 chúng ta nói về water sports, các môn thể thao dưới nước. Và 4 bài học này của chúng ta thì thầy sẽ chia ra gồm có 3 nội dung chính để chúng ta ôn lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ review lại các cái chủ điểm từ vựng trong các cái bài học này. Thứ hai là chúng ta sẽ nói đến các yếu tố ngữ pháp mà chúng ta đã nhắc đến trong cả 4 bài tập, cả 4 unit. Và cuối cùng nữa là có một cái chú ý liên quan đến phát âm mà thầy muốn nhắc các bạn để các bạn sử dụng sao cho thật tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng vào phần đầu tiên của bài ngày hôm nay, đó chính là phần vocab. 4 bài học này thầy sẽ ôn lại cho các bạn 4 cái chủ điểm về từ vựng khác nhau. Trong bài số 9 thì chúng ta sẽ có cái chủ điểm về từ vựng đó là features in desert, tức là những đặc điểm của sa mạc. Thứ hai, chúng ta sẽ nói về endangered species, chúng ta sẽ nói về các cái loài động vật hiện nay đang có nguy cơ tuyệt chủng. Số 3, chúng ta sẽ nói về kinds of book, các cái loại sách. Và unit số 12, chúng ta nói về các môn thể thao ở dưới nước. Nào, chúng ta bắt đầu với nội dung đầu tiên, đó là ở unit 9, chúng ta nói về features in deserts, các cái đặc trưng của sa mạc. Thế thì, ở trong cái bài này, chúng ta thấy rằng đặc trưng của sa mạc thì nó sẽ gồm có những cái gì? Đầu tiên, nó là dune, ở đây chúng ta nói dùng cái từ là đụn đúng không ạ, hay là cồn cát cũng được. Tiếp theo chúng ta có từ hummock, từ hummock ở đây có nghĩa là gò hoặc là đống. Rồi từ crest, ở đây là đỉnh, trên đỉnh của các gò hoặc là các đống này. Sand là đặc trưng của sa mạc đúng không nhỉ, sa mạc, nói đến sa mạc là phải nói đến cát. Rồi về thực vật ở đây thì như thế nào, eucalyptus, bạch đàn. Rồi cactus, cây xương rồng. Rồi spinifex, các cái loại cây lá nhọn. Đấy là những cái thực vật đặc trưng của sa mạc. Thế còn động vật thì sao? Phải nói đến đó là camel, đúng không ạ? Lạc đà. Rồi chúng ta nói đến lizard, thằn lằn. Rồi chúng ta nói đến fox, cáo. Thì chúng ta nói đến những đặc điểm gồm đó là gì? Đặc điểm về tự nhiên, đặc điểm về thực vật, đặc điểm về động vật ở đây. Đó là những từ vựng ở trong bài số 9. Để chuyển sang bài số 10, chúng ta với cái chủ điểm về các loài động vật bị hoang dã, các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, thì chúng ta sẽ có những từ sau. Đầu tiên chúng ta có từ endanger, đây là làm nguy hiểm, mang nguy hiểm đến. Và tính từ của nó endangered, đó là bị đe dọa hoặc là trong tình trạng nguy hiểm. Extinct là động từ có nghĩa là gây ra sự tuyệt chủng, làm ra sự tuyệt chủng hoặc là đang trở nên tuyệt chủng. Còn danh từ của nó là extinction, có nghĩa là sự tuyệt chủng, đúng không nha? Exploit là động từ, có nghĩa là khai thác. Và danh từ của nó chúng ta có từ là exploitation. Các bạn để ý cái sự khác biệt giữa danh từ và động từ này. Động từ chúng ta đọc là ex, nhưng mà danh từ của chúng ta đọc là ex. Đấy. Exploitation. Tiếp theo chúng ta có từ habitat. Habitat đây là môi trường sống, là khu vực sống của một cái cá thể nào đó. Và tính từ vulnerable có nghĩa là dễ bị tổn thương, dễ bị xâm hại. Chúng ta có một cái danh từ đó là biodiversity. Biodiversity là sự đa dạng sinh học. Cái tiền tố bi ở đây khiến cho cái từ này có nghĩa là đa. Các bạn chú ý nhé, bi là đa. Tiếp theo chúng ta có từ conserve. Conserve đây có nghĩa là gì nhỉ? Bảo tồn. Và danh từ của nó chúng ta có từ là conservation. Conservation là sự bảo tồn. Chúng ta có động từ reserve, có nghĩa là bảo tồn hoặc là khu dự trữ, khu bảo tồn cái gì đó. Thì những cái từ này chúng ta sẽ giúp chúng ta xoay quanh cái chủ điểm liên quan đến endangered species,
các loài động vật bị hoang dã, được chưa nhỉ? Sang bài 11 thì chúng ta nói đến kinds of book, các loại sách, và chúng ta sẽ nắm được ôn lại tên của các cái thể loại sách mà chúng ta đã biết. Đầu tiên chúng ta nói đến sách giáo khoa, phải nói đến textbook. Rồi giáo trình, ta dùng từ coursebook. Giáo trình là cái thuật ngữ mà chúng ta dùng khi chúng ta vào đại học. Reference book, đây là sách tham khảo. Chắc chắn là các bạn đã ít nhất một lần sử dụng loại sách này rồi, đúng không ạ? Các môn như là toán, lý, hóa thì đặc biệt nhiều loại sách này. Thriller, chúng ta nói đến cái thể loại chuyện mà gay cấn, hồi hộp, ly kỳ, thường ám chỉ đến những cái chuyện trinh thám, chuyện về gián điệp, đúng không ạ? Romance thì ngược lại, nó là chuyện lãng mạn, chuyện tình cảm. Novel, tiểu thuyết. Science fiction book, sách về khoa học viễn tưởng. Craft book, craft ở đây là thủ công, thế nên craft book ở đây là sách dạy làm các cái đồ thủ công, ví dụ như là nấu ăn hay là thêu hay là lắp ráp, vân vân. Rồi fiction book, sách về sách nhà gồm có những cái chuyện hư cấu. Rồi comic book, chắc chắn là các bạn biết từ này, đây là truyện tranh, đúng không nhỉ? Và biography, đây là những cái người ta gọi là chuyện kể. Biography book, đây là những cái sách mà mô tả lại một nhân vật nào đó rất là vĩ đại, và thông qua những cái lời kể đó người ta hình dung ra về cuộc đời, về sự nghiệp, về những cái dấu ấn trong cuộc đời của người này. Tiếp theo, ở bài 12 nói về water polo. Chúng ta nói về môn thể thao dưới nước, và cụ thể là water polo, môn gọi là môn bóng nước, đúng không nhỉ? Thì môn này chúng ta sẽ cần đến những cái đặc điểm gì, hay là cần đến những cái phương tiện gì? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói phải có khung thành, và khung thành thì sẽ được hình thành bằng cái gì đây? Vertical post. Vertical ở đây có nghĩa là theo chiều dọc, và chúng ta gọi đó là cột dọc, vertical post. Và tiếp theo nữa đó là chúng ta có xà ngang, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ dùng cụm từ crossbar. Crossbar là xà ngang. Và đứng ở trong khung thành, bảo vệ khung thành, chúng ta dùng cụm từ là goalie. Goalie hay goalkeeper cũng là nó, đều có ám chỉ đến người giữ gôn. Và hỗ trợ cho người giữ gôn, chúng ta sẽ có đó là defensive player. Defensive có nghĩa là bảo vệ, hộ vệ, đúng không ạ? Nên defensive player là hậu vệ. Và trong một trận bóng, cho dù ở trên cạn hay là ở dưới nước, thì cũng cần phải có trọng tài, đúng không ạ? Và chúng ta dùng cụm từ referee. Referee, ok. Và trọng tài sẽ là người cầm cân nảy mực, đưa ra những cái tình huống va chạm, hoặc là xác định xem ai đúng ai sai. Và một cái điểm mà rất quan trọng trong các cái trận đấu đó là penalty box, điểm xuất phạt hay là điểm đá phạt đền. Thế thì những cầu thủ nào mà vi phạm những cái lỗi trong cái khu vực nguy hiểm thì sẽ bị cái hình phạt này, đúng không nhỉ? Và lỗi trong bóng đá thì người ta không dùng cụm từ mistake, người ta dùng cụm từ là foul. Và người ta chia làm hai loại lỗi. Lỗi nhẹ thì người ta dùng cái cụm từ là minor foul. Thế còn lỗi trầm trọng thì chúng ta dùng cái là major foul, được chưa nhỉ? Và nếu như trầm trọng quá thì chắc chắn cầu thủ này sẽ bị gì đây? Eject, bị đuổi khỏi sân, không được thi đấu nữa. Và đương nhiên cầu thủ này cũng sẽ không có quyền thay người, được chưa nhỉ? Vậy nên đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta xoay quanh một môn thể thao dưới nước có tên là water polo, môn bóng nước. Và đấy cũng là nội dung đầu tiên mà thầy muốn ôn lại cho các bạn tư vựng về bốn cái unit mà chúng ta vừa học, từ unit 9 cho đến unit số 12. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai về ngữ pháp. Trong bốn bài học này của chúng ta thì chúng ta cũng học các chủ điểm về ngữ pháp khác nhau. Ở bài số 9 thì chúng ta nói về các cái liên từ. Bài số 10 thì chúng ta nói về các động từ khuyết thiếu, phân biệt khi nào dùng động từ này, khi nào dùng động từ kia. Và bài số 11 là tiếp nối của bài số 10, vẫn xoay quanh động từ khuyết thiếu, nhưng mà sẽ là gì đây? Chuyển các câu chủ động sang câu bị động có sử dụng động từ khuyết thiếu. Và cuối cùng bài số 12 là nói về các động từ, các nội động từ và các ngoại động từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết từng bài một nhé. Bài đầu tiên thì chúng ta nói về liên từ, và cụ thể trong bài này của chúng ta thì phân biệt 6 liên từ.
6 lý từ này được chia ra gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm informal, có nghĩa là những cái cụm từ mà hay gặp, được sử dụng một cách sùng sã, hay sử dụng trong văn nói, hoặc là giữa các cái đối tượng quen, thân, gần gũi với nhau. Loại thứ hai là formal, có nghĩa là sử dụng trong các cái văn cảnh trang trọng, khi mà đối tượng, người nói, người nghe, người đọc là những cái người mà không biết về nhau, hoặc là những cấp bậc cao hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng từ formal. Thế thì trong cái nhóm informal ấy, chúng ta sẽ có hai từ, có ba từ, đó là but, yet và so. But thì đồng nghĩa với yet. But thì đồng nghĩa với yet, và nó được sử dụng để nối hai mệnh đề trong một câu, và trong hai cái mệnh đề đó thì nhất định phải được ngăn cách với nhau bởi một dấu phẩy trước gì, trước cái liên từ này. So thì có nghĩa là vì vậy, thấy chưa nhỉ? But và yet thì có nghĩa là tuy nhiên. Các cụm từ trên thì cũng đồng nghĩa với các cái cụm từ ở phía bên dưới, có nghĩa là but yet thì đồng nghĩa với however, còn so thì đồng nghĩa với therefore, nhưng cái vị trí cũng như là cái chính tả thì các bạn chú ý một chút. However và therefore thì không phải là nối hai mệnh đề nữa, mà nó dùng để nối hai câu độc lập với nhau, và nó thường đứng ở đầu câu. Đứng ở đầu câu, đằng sau nó sẽ phải có dấu phẩy. Nếu như nó nối hai mệnh đề cũng tạm chấp nhận được, nhưng khi nối giữa hai mệnh đề với nhau thì đằng trước và đằng sau hai cái liên từ này thì nhất định phải có dấu chấm phẩy hoặc là dấu phẩy. Đấy, các bạn chú ý. Thế nên về bản chất thì chúng ta có thể sử dụng nó để diễn đạt cùng một ý, nhưng văn cảnh và cái mức độ trang trọng của các cụm từ này là khác nhau. Nhóm thứ hai chúng ta nói về modal verb. Thế thì trong cái modal verb này thì chúng ta nói đến các động từ khuyết thiếu. Thứ nhất là từ might. Might để chúng ta đưa ra một cái dự đoán. Và cái dự đoán này như thế nào nhỉ? Cái dự đoán này không chắc chắn. May thì chúng ta đưa ra để làm gì nhỉ? Để đưa ra một cái sự đồng ý, cho phép ai đó làm gì. Ví dụ, you may go out this evening, Alice. Tối nay, cho phép con đi chơi, Alice ạ. Đấy, như vậy ta đồng ý cho phép ai đó. Thế còn trường hợp thứ hai là xin phép ai đó, thì thông thường may sẽ đóng vai trò đầu câu và dùng trong câu hỏi. Chúng ta vẫn có cái cụm từ là may I go out, đúng không? Chứ không ai nói là can I go out. May I go out. Và trong bài này người ta nói là gì? May I borrow your iPad please? Cho tớ mượn iPad của cậu nhé. Đấy, như vậy là chúng ta xin phép mà. May cũng sử dụng để nói về một cái điều ước. Cái câu này thì thường hay dùng ở trong các cái dịp và lễ. May the new year bring good crops. Cầu cho, các bạn chú ý nhé, nghĩa là cầu cho. Cầu cho năm mới có được mùa màng bội thu. Đấy. Hoặc may có thể được sử dụng để mà đưa ra một cái dự đoán về một cái hành động ở trong quá khứ. She's late, cô ấy muộn rồi. Có lẽ cô ấy đã bị nhỡ máy bay. Như vậy ta mang tính chất là dự đoán, được chưa nhỉ? Thì ở hai cái từ may và might thì các bạn chú ý một chút cách sử dụng của nó. Thêm một cái điểm nữa mà các bạn chú ý ở trong cái câu này, ví dụ như là căn cứ vào may hay là might thì người ta có thể biết được chính xác cái sự chắc chắn của hành động hay không. Ví dụ như là nếu như các bạn nói rằng là it may rain, trời có thể mưa, thì lúc này nó sẽ chính xác hơn là it might rain. Đấy, might rain nó chỉ khoảng thôi 40%, còn may rain thì nó có cao một tí, nó 70%. Thì thông qua cái cách sử dụng đó thì người nghe, người nghe sẽ hiểu rằng người nói chắc chắn đến cái hành động đó bao nhiêu. Thì đấy là một cái điểm mà các bạn chú ý. Tiếp nữa chúng ta cũng nói đến hai động từ, đó là needn't hoặc là don't need to. Bản chất don't need to hay là needn't thì cũng giống nhau, bởi vì đằng sau nó đều kết hợp với động từ. Nhưng mà chúng ta chú ý một chút là needn't và don't need to thì được sử dụng khi cho phép ai đó không cần phải làm việc gì trong tương lai gần, hoặc là khi nói ai đó không nên làm việc gì. Trong trường hợp này, needn't nó đóng vai trò như là một trợ động từ các bạn ạ.
Thế còn need to thì đóng vai trò như động từ thường, do đó nó cần phải kết hợp với trợ động từ don't. Thế nên hai cái cụm từ này giống nhau và cách sử dụng giống nhau. Don't need to hoặc là needn't. You don't need to hoặc là you needn't water the garden. Con không cần phải tưới vườn đâu. It's going to rain very soon. Sắp mưa rồi mà, đúng không? Thế nên lúc này là không cần làm một cái gì đó. Nhưng must và mustn't thì nó lại không có nghĩa đơn giản là thêm từ không vào là xong. Must là phải làm gì. Ví dụ, you must study harder. Con phải học hành chăm chỉ vào. Vậy nên must đây là quan điểm cá nhân áp dụng cho một cái đối tượng nào đó phải làm cái gì. Đây là quan điểm cá nhân nhé. Thế còn mustn't là vì luật pháp cấm làm gì. You mustn't pass red lights. Cấm con vượt đèn đỏ. Như vậy thì chỗ này là cấm theo luật đấy. Thế còn must ở câu khẳng định ấy thì nó là quan điểm cá nhân thôi, chưa phải là luật. Thì đấy là cái mà chúng ta chú ý trong bài số 10. Còn bài số 11 thì chúng ta nói đến gì đây? Câu bị động của động từ khuyết thiếu. Thế thì cấu trúc của nó là gì? Ở dạng chủ động chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ khuyết thiếu cộng với động từ cộng với tân ngữ, phải không nào? Vậy thì khi chúng ta chuyển sang câu bị động thì cái tân ngữ này sẽ chuyển sang làm chủ ngữ. Chúng ta vẫn phải dùng lại cái động từ khuyết thiếu mà người ta cho cộng với động từ be và sau đó là cộng với phần từ hai. Khi chúng ta viết câu bị động thì các bạn chú ý một chút là xem cái chủ ngữ này nó có xác định hay không. Nếu như cái chủ ngữ này xác định thì đằng sau này chúng ta sẽ dùng by và chuyển nó sang dạng tân ngữ. Thế còn chủ ngữ này nó là không xác định, ví dụ như people, như là they, như là someone, thì chúng ta thấy rằng nó không xác định, đúng không? Thì cụm từ by này chúng ta sẽ bỏ đi. Ví dụ như thế này. Lan must write the letter. Lan phải viết cái bức thư đó. Và trong này người ta sử dụng một cái động từ khuyết thiếu là từ must. Nên trong câu bị động chúng ta phải lặp lại cái từ must đó. Được chưa nhỉ? Lan là chủ ngữ. Must là động từ khuyết thiếu. Write là động từ. The letter là gì nhỉ? Là tân ngữ. Nên the letter chuyển thành chủ ngữ trong câu bị động. Vẫn phải lặp lại động từ must. Bởi vì người trên người ta dùng must, chúng ta vẫn phải dùng lại động từ khuyết thiếu must. Sau đó kết hợp với be, đúng không? Write sẽ phải chuyển sang phân từ hai. Và Lan là một chủ ngữ cực kỳ xác định rồi, tên riêng mà. Nên lúc này chúng ta phải dùng với by Lan. Đấy. Như vậy thì đấy là cái mà các bạn chú ý khi chúng ta chuyển từ câu chủ động sang câu bị động với động từ khuyết thiếu. Sang bài số 12, chúng ta phân biệt giữa nội động từ và ngoại động từ. Thế thì cùng nhau nhớ lại xem nội động từ là gì và ngoại động từ là gì. Nội động từ dùng như thế nào? Ngoại động từ thì có bao nhiêu loại động từ? Đấy. Và chúng ta có chú ý gì khi về cái loại động từ này? Thầy muốn các bạn ôn lại cho thầy giáo trong vòng 3 phút, gạch đầu dòng ra, chia làm hai cột. Một bên là nội động từ, một bên là ngoại động từ. Những chú ý trong khi phân biệt nó, được chưa nhỉ? Bởi vì bài này các bạn vừa mới học xong, thời gian để các bạn hoàn thành cái phần chú ý này cho thầy là 3 phút nhé. Thời gian bắt đầu. Chúng ta bắt đầu đi cùng vào cái phần này. Thầy tin rằng là nếu như các bạn học các bài trước, phần Language Focus của bài số 12, chú ý chắc chắn là các bạn đã phân biệt được rất rõ ràng sự khác biệt giữa nội động từ và ngoại động từ rồi. Nội động từ thì chúng ta dùng cái thuật ngữ đó là intensity. Và nội động từ đơn giản đó là các động từ mà không kết hợp với tân ngữ. Ví dụ, he runs. Các bạn thấy không? Anh ta chạy, thế thôi. Hoặc là he was laughing happily. Anh ấy cười một cách sung sướng, không thể có tân ngữ đâu cả. A group of swans floated by. Một đàn thiên nga thì bơi ở gần đó. Thế nên lúc này các bạn thấy rằng là cái mẫu câu đó là chủ ngữ cộng với động từ, hoặc chủ ngữ cộng với động từ cộng với trạng từ hoặc là tận giới từ, thì không phải là một cái mẫu câu mà chứa động từ, chứa nội động từ. Về hình thức thì các bạn cứ nhớ rằng chúng ta không có tân ngữ. Thế còn ngoại động từ, chúng ta dùng cái thuật ngữ đó là transitive. Intransitive là nội nhé, transitive là ngoại. Và ngoại động từ thì ngược lại với nội động từ, nó sẽ kết hợp với tân ngữ. Và tân ngữ thì là gì thì các bạn biết rồi. Tân ngữ là các đại từ, là các danh từ đứng ở đằng sau động từ, đúng không nhỉ? Ví dụ, he was reading a newspaper. A newspaper là một cụm danh từ đứng đằng sau động từ reading, nên nó đóng vai trò là tân ngữ. Và nó là tân ngữ thì động từ này trở thành ngoại động từ. Thế thì ngoại động từ
thì nó sẽ được chia ra gồm có 3 loại. Loại thứ nhất là nó sẽ chỉ có kết hợp với một tân ngữ thôi, và chúng ta gọi đó là monotranslative. Thế còn trường hợp mà kết hợp với hai tân ngữ thì nó sẽ gọi là gì đây? Bitranslative. Ví dụ như trong câu này, he gave me some advice. Vậy nên me là đại từ đứng đằng sau từ give, còn some advice cũng là một danh từ đứng đằng sau từ give. Vậy nên nó sẽ là tân ngữ số 2. Và trong cái câu này thì các bạn thấy rằng là động từ give có hai tân ngữ nên nó được coi là bitranslative. Còn loại thứ ba người ta gọi là complex transitive, bởi vì nó sẽ kết hợp với một tân ngữ và một bổ ngữ nữa. Ví dụ như câu này các bạn thấy rằng là she consider him a good friend. A good friend được coi là bổ ngữ, bổ nghĩa cho từ him. Nên cái từ consider được coi là complex transitive. Thấy chưa nhỉ? Vì đằng sau nó vừa có một tân ngữ, vừa có một bổ ngữ. Vậy nên lúc này nó sẽ phải là một complex. Một cái điểm mà thầy muốn nhắc các bạn đó là trong một số trường hợp thì cái động từ đó, ví dụ như ở đây chúng ta có từ eaten, thì trong một số trường hợp nó vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ. Và khi nào là nội, khi nào là ngoại thì phải căn cứ vào văn cảnh của nó. Ví dụ như trong câu này, I have already eaten. Tôi vừa ăn xong. Thì các bạn thấy trong câu này không có tân ngữ thì nó là nội, nhưng mà vẫn là từ eaten đấy. I have eaten a cake. Thì a cake đóng vai trò là tân ngữ trong câu này, thì lúc này eaten lại trở thành là gì? Trở thành là ngoại động từ. Thế nên có những động từ chỉ nguyên là nội, có những động từ chỉ nguyên là ngoại, nhưng có những động từ vừa là nội vừa là ngoại đấy. Nên các bạn phải tích lũy cho mình cái vốn từ này để từ đó chúng ta sử dụng câu cho nó đúng. Và một cái chú ý nữa là khi chúng ta có chúng ta có tân ngữ thì chúng ta có thể viết được sang, khi chúng ta có ngoại động từ thì chúng ta có tân ngữ, nhưng có tân ngữ thì chưa chắc đã viết được câu bị động. Các bạn chú ý nhé. Ví dụ như cái câu này, I have a car. Thì a car là tân ngữ của từ have. Nhưng nếu như chúng ta viết là a car is had by me thì câu này hoàn toàn không có nghĩa. Nên một cái chú ý đó là có tân ngữ thì sẽ có động từ, sẽ có ngoại động từ, nhưng có tân ngữ thì chưa chắc đã viết được câu bị động. Đấy, đó là cái điểm mà các bạn chú ý ở trong cái phần ngoại động từ và nội động từ. Sang nội dung thứ ba của phần bài ngày hôm nay, chúng ta nói đến việc đó là phát âm. Một cái hiện tượng mà các bạn thầy muốn nhắc các bạn khi mà các bạn nói, đó chính là việc nuốt âm. Nuốt âm là hiện tượng xảy ra khi một cái âm tiết nào đó trong một từ hoặc trong một cụm từ bị mất đi do chúng ta nói quá nhanh. Ví dụ potato, chúng ta đọc rõ âm ơ, bờ, potato. Nhưng khi chúng ta đọc nhanh thì nó sẽ chỉ còn lại bật lưỡi của âm này thôi. Potato, potato. Đấy, các bạn thấy không? Nó không đọc thành âm bờ ra mà nó chỉ còn lại bật lưỡi, bật hơi của âm này thôi. Bờ, potato. Hoặc là một cụm từ nhưng mà chúng ta đọc nhanh đi thì cái âm cuối của nó sẽ bị mất đi. Ví dụ slat lit, đúng không? Đọc rõ âm tờ slat lit. Nhưng khi đọc nhanh vào này, chúng ta sẽ đọc là slap lit, slap lit, âm tờ mất rồi. Hoặc là từ spend money, các bạn thấy không? Âm đờ bật ra rất rõ, spend money. Nhưng đọc nhanh hơn, spend money. Đấy. Hoặc là cái cụm từ này chúng ta đọc chậm là gì? Where's he? Where's he? Nhưng mà đọc nhanh hơn, where's he? Where's he? Đấy, các bạn thấy không? Mất đi chữ H rồi. Nên đấy là một cái hiện tượng mà nuốt âm rất quan trọng trong cái phần tiếng Anh giao tiếp, cũng như là trong cái phần nghe. Đôi khi các bạn nghe thấy ô, spend money, à, không phải là spend, thế thì người này phát âm sai à? Đấy, thì không phải người ta âm sai, mà là người ta nói nhanh nên cái âm này nó bị mất đi rồi, thấy chưa nhỉ? Và khi chúng ta vận dụng được cái điều này vào trong cái tiếng Anh nói của chúng ta thì cái cách mà diễn đạt của chúng ta cũng trở nên tự nhiên, cũng thoải mái hơn rất là nhiều, đúng không nào? Đấy, đây là nội dung thứ ba, cũng là nội dung cuối cùng và rất quan trọng ở trong cái phần ôn tập này của thầy. Và thầy hy vọng rằng là sau cái bài tập này thì một lần nữa kiến thức ngữ pháp cũng như là cái kỹ năng về từ vựng cũng như là kỹ năng nói của các bạn một lần nữa được củng cố và được
bồi bổ thêm, được bồi dưỡng thêm. Bài giảng của thầy đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài giảng tiếp theo.